Tất cả dịch vụ về Liên Quân như nâng cấp skin hoặc săn quân huy và các vấn đề khác, các sếp bấm đại lý xem ở comment nha các sếp ơi. Khơ máu cho sự kiện đẩy xu, tuyên bố cho anh em về bờ hết, tặng 5.000 em Liên Quân để anh em tự làm sự kiện đổi hai dương skin. Anh em xuống comment để tham gia nhóm nhé. Và đừng quên ủng hộ Liên Quân 9 cành hoặc 50 cành bên đại lý để có động lực giúp đỡ mọi người với sự kiện lần này nhé. Khi mà chúng ta di chuyển thì nó cũng sẽ có những cái động tác. Ui, 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 ui. Đây là hiệu biến về. Thấy. Mình thấy giống kiểu là đang uống nước hay ăn bỏng ngô và rất thưởng, số rất thưởng. Mời đẹp. Đây rồi các bạn ơi, sau bao nhiêu ngày tháng thầm thương trộm nhớ ngày nhớ đêm mong thì chính thức bộ trang phục mới nhất dành cho vị tướng Miron Itadori Ruji mình cũng đã được trải nghiệm rồi các bạn ạ. Trải nghiệm sớm đi các bạn nha. Đây là lần hợp tác mới tinh, lần hợp tác đầu tiên của Liên Quân với Jujutsu Kaisen. Và thật sự là bộ trang phục này quá đẹp với màn xuất hiện dài 22 giây. Mình đếm sơ qua là như thế, chính xác là 22 giây với màn xuất hiện cũng rất lâu. Đối với ngoại hình của bộ trang phục này thì các bạn thấy nó có giống không? Có giống như ở trong phim, trong truyện mà các bạn đọc hay không, các bạn xem hay không? Đấy, chứ còn khung cảnh ở đằng xa kia thì mình nhìn thấy qua đó chính là khung cảnh của thành phố nha. Rất xa hoa lộng lẫy này. Đó, một khung cảnh thành phố hiện đại. Và đặc biệt là nắm đấm của Ruji thì các bạn nhìn thấy là sẽ là nắm đấm của lửa. Lửa này lửa xanh. Hiệu kỹ năng của nó cũng sẽ xoay quanh lửa thôi mọi người ạ. Đấy, đi đôi giày màu đỏ, thương hiệu này, mặc một bộ quần áo cũng rất thương hiệu với khuôn mặt và mái tóc. Tất nhiên là bộ trang phục hợp tác thương hiệu thì phải làm cho nó giống. Không giống thì lấy đâu ra gọi là hợp tác thương hiệu được các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào trong một trận đấu để trải nghiệm hiệu cơ đăng. Và các bạn đừng quên để lại cho mình xin một nút like và đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì let's go. Đây rồi, ngoại hình trong trận đấu đây rồi, được trải nghiệm sớm. Thế nên mình cũng cảm thấy rất sung sướng nha. Trước tiên chúng ta sẽ cùng xem qua. Đây là về ngoại hình này các bạn. Đó, di chuyển thì sẽ như thế nào. Khi mà chúng ta di chuyển thì nó cũng sẽ có những cái động tác. Ui, 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 ui. Cú te thật sự các bạn ạ. Đấy là cái động tác khi mà chúng ta di chuyển nha. Còn thường thường nếu như mà di chuyển bình thường thì mình cảm thấy là Itadori chúng ta không có đi bộ đâu, mà lúc nào cũng trong trạng thái là chạy nha các bạn nha. Đấy, trong trạng thái là chạy. Và thi thoảng là kiểu như đan tay ra đằng sau gáy và ngửa đầu về sau. Đấy là về cái hiệu ứng khi mà chúng ta di chuyển. Còn đây là hiệu ứng chiêu 1, chiêu 2. Thì các bạn thấy hiện tại trận đấu này mình đang phải đối đầu với Roshi, một cái con bài cũng rất là khó chịu. Đối với hiệu kỹ năng của Roshi thì mình thấy đẹp hết, đẹp nhất ấy, thì nó phải được cường hóa đấy các bạn nhé. Chiêu phải được cường hóa. Thì tất nhiên chiêu của vị tướng Biron sẽ là ở trạng thái bình thường. Và khi mà chúng ta tích đủ nộ rồi, chúng ta sẽ được bước vào trạng thái cường hóa. Đấy các bạn thấy không, đẹp và màu sắc rực rỡ hơn rất nhiều. Khi mà thanh nộ bên dưới màu đỏ thì chúng ta sử dụng chiêu nó sẽ đậm đà hơn. Đấy là khi mà chúng ta bước vào trạng thái cường hóa đấy, chiêu 1, chiêu 2 và chiêu 3. Còn bình thường nếu như mà không được cường hóa thì mình cảm giác nó cũng kiểu sơ sơ qua thôi. Cái kỹ năng nó cũng chỉ lướt qua thôi, cũng không quá nổi bật. Nói chung là bộ trang phục này chắc chắn sẽ nằm trong sự kiện và mình sẽ review cho mọi người sự kiện săn nha mọi người. Các bạn ơi, mình thông báo cho mọi người này. Nếu như mà các bạn có ý định săn bộ trang phục nào đi chăng nữa thì các bạn đừng săn vội nhé. Các bạn có thể chờ đợi đến trưa. Thường thường ra mắt sự kiện mình mất khoảng tầm 2 tiếng để mình săn, sau đó mình edit clip cho mọi người đó. Bây giờ mình sẽ chủ động băng trụ luôn này. Roshi này, đỡ hộ này, thế là được một mạng rồi. Gặp Roshi khó, nhưng mà khó thì ló cái khôn các bạn ạ. Đây là hiệu biến về. Đấy. Ôi. Mình thấy giống kiểu là đang uống nước hay ăn bỏng ngô và rất thưởng, số rất thưởng. Nằm trên chiếc ghế sofa và sau đó xem tivi nha mọi người nhé. Đấy là về hiệu ứng biến về. Thật sự là nếu như mà nhìn qua về cái ngoại hình này thì mình cảm giác đánh lực hơn nhá, và đánh nhanh nhẹn hơn so với ngoại hình của Biron. Thì các bạn biết Biron chúng ta là cầm đó chính là một cái cây trượng rất là nặng nề khi mà dùng chiêu.
thì đối với ngoại hình trong trang phục mới này, cảm giác đấm thì nó sẽ nhanh hơn. Đây là cảm giác như vậy thôi. Và trong clip này thì mình cũng sẽ thông báo cho mọi người luôn, Biron chính thức được tăng sức mạnh. Được tăng sức mạnh rồi đấy. Như các bạn biết thì ngày 29 tháng 10 Liên Quân có cập nhật bổ sung. Và cập nhật bổ sung này thì chính thức tăng sức mạnh cho vị tướng Biron. Tăng sức mạnh để làm gì? Trời ơi, mình không muốn nói đâu, nhưng mà nhiều bạn không biết. Và nhiều bạn biết rồi thì thôi mình cứ nói luôn nhá. Tăng sức mạnh để bán skin các bạn. Xuyệt xuyệt, nói nhỏ thôi, không gà rán nghe nghe được đấy. Không lại dỗi mình. Mình bóc phốt lại chuẩn quá rồi. Tăng sức mạnh để bán skin nhá. Cụ thể tăng ra sao? Liên Quân thì cũng đã đưa ra lý do tại sao tăng sức mạnh vị tướng Biron. Liên Quân tránh cái trường hợp là nói đến vấn đề skin. Đấy, chứ không anh em lại kêu là tăng sức mạnh để bán skin thì hơi toang. Vậy nên góc nhìn chỉnh sửa của bên như Liên Quân là gì? Biron có khả năng xé tan các vị tướng máu giấy, nhưng mà chưa kịp xé thì đã gục ngã. Đấy, vừa đấm vừa xoa là như vậy các bạn ạ. Do đó lần này hội đồng quyết định tăng thêm sự cứng cáp cho Biron. Nói là như thế, góc nhìn chỉnh sửa là như vậy, nhưng mà ai cũng biết là có skin mới thì mới được tăng. Cụ thể chi tiết chỉnh sửa như sau. Giáp trưởng thành trước khi thay đổi là 22, sau khi thay đổi sẽ được tăng lên 25. Uầy, trâu vãi trưởng các bạn ạ. Chiêu 2 hồi chiêu trước khi thay đổi là 10 giây, trừ 0,4 giây trên cấp chiêu, sau khi thay đổi là 9 giây, trừ 0,4 giây trên cấp chiêu. Thời gian hồi chiêu 2 đã được rút ngắn đi rồi. Tiếp đến, lá chắn chiêu cuối trạng thái thường là cộng 1.000. À đâu, 1.000 cộng 500 trên cấp chiêu, sau khi thay đổi được tăng lên thành 1.200 cộng 600 trên cấp chiêu. Lá chắn chiêu cuối trạng thái cường hóa trước khi thay đổi là 1.500 cộng 750 trên cấp chiêu, sau khi thay đổi được tăng lên thành 1.800 cộng 900 trên cấp chiêu. Đây là toàn bộ sự thay đổi của vị tướng Biron. Trời ơi, hiện tại mình đang trải nghiệm sức mạnh của vị tướng Biron khi mà đã có sự thay đổi rồi. Các bạn thấy trâu hơn rất nhiều đúng không? Quá trâu luôn, cân 2, ngộ khỉ đi đâu, tàng hình đi đâu. Ôi trời, vãi trưởng. Chịu rồi. Phát đấy là mình cũng không nghĩ là ngộ khỉ nó chạy rụt chạy lùi về sau đâu, làm cho mình đuổi nó về phía trước, nhưng được cái team mình có Nacrot cơ động. Dù sao hiện tại là mình cũng đã có được 3 mạng rồi nhá. Đấy. Toàn bộ quá trình gọi là thay đổi của vị tướng Biron khi mà có trang phục thì ngày hôm nay mình đang trải nghiệm. Biron được tăng sức mạnh rồi, tăng khá nhiều đến từ giáp và máu, các bạn thấy là trâu hơn rất nhiều nhá. Thế này các bạn tự tin vác vị tướng Biron vào xé nát toang đội hình team địch, đấy là chuyện hết sức bình thường nếu như mà Liên Quân đưa ra cái chỉnh sửa như thế. Chính thức là cũng đã được cập nhật cái chỉnh sửa rồi, vậy nên các bạn tự tin mà luyện vị tướng Biron dần đi. Đấy. Bây giờ mình sẽ nhận xét qua hiệu cái đăng này. Nếu như những đòn đánh thường chúng ta đấm ra, cảm giác nhìn hiệu ứng nó kiểu giống kiểu hiệu ứng gió đấy các bạn ạ. Ok. Nào, Phoenix đi đâu? Phoenix đi đâu? Đầu tư nó phải thế. Ây da, anh ngộ không. Ôi trời trời, toàn ơi, không cân được hai các bạn ạ. Khó cân được hai dã man. Thà bò là đi hết, ta làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu thôi, sau khi bị chấm dứt rồi còn đâu. Mình cũng đang rất mong chờ để có thể review cho tất cả các bạn bộ trang phục dành cho Gojo. Nói chung là hiện tại Gojo bị giấu kỹ quá, như kiểu mèo giấu cứt vậy đấy các bạn ạ. Hiện tại Liên Quân người ta chưa cho để mình có thể trải nghiệm sớm được. Chứ nếu như mà được trải nghiệm sớm là mình review cho mọi người rồi, khéo làm luôn biệt đội sớm luôn cho mọi người ấy chứ. Đối với chiêu 2, đấy, chiêu 2 là sẽ lướt nha mọi người nhé. Và đặc biệt là khi mà chúng ta ở trong trạng thái cường hóa, lướt chiêu 2 đấm một phát sẽ tạo ra hiệu ứng long trời lở đất nha mọi người. Rất đẹp luôn, kiểu dùng tay đấm xuống đất đấy các bạn. Chiêu 3 thì mình thấy nổi bật nhất vẫn là trạng thái cường hóa. Khi mà đủ nộ rồi, chúng ta kích hoạt chiêu 3 lập tức màn hình sẽ là phủ màu đỏ nha mọi người. Hiệu ứng sẽ là màu đỏ và xuất hiện mặt của Zoji. Đấy. Vừa xong là mình kích hoạt chiêu 3 khi mà chưa bước vào cái trạng thái cường hóa, gọi là chưa có nộ. Thế nên là nhìn cái chiêu 3 nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà phải có nộ cơ, dùng chiêu 3 nhìn nó mới được đẹp. Nhưng dù sao mình cũng muốn review cho người chi tiết khi mà không được cường hóa và khi mà được cường hóa thì nó sẽ như thế nào. Team mình ép ghê quá các bạn ơi, nhưng mà team mình không dám ra khỏi trụ đi này. Khó bắt được rat dã man. Và đặc biệt khi mà kích hoạt chiêu 3 xong thì cơ thể của vị tướng Biron này Itadori các bạn sẽ là xuất hiện ra hiệu ứng được bao bọc bởi lửa xanh nha các bạn nhé. Tay thì nắm đấm lúc nào cũng là màu xanh rồi. Đấy, nắm đấm lúc nào cũng màu xanh của lửa. Đặc biệt là dùng chiêu cuối xong, người thì lúc nào cũng phát sáng hiệu ứng của lửa xanh, rất đẹp. Đấy, úi trời ơi, đam to dã man luôn. Một chiêu một mạng là có thật. Bây giờ là kiểu nhanh nhẹn hơn rồi, gọi là đấm rồi.
Đặc biệt là bộ trang phục này cũng sẽ được lồng tiếng anime nhé. Sợ là mình nói nhiều quá các bạn lại không nghe được, thế mình sẽ hạn chế nói. Quên đấy. Nói chung là trong clip này thì mình cũng đã review cho người xem qua hiệu kỹ năng của bộ trang phục Itadori Joji. Ngoài ra thì cũng đã review cho người sự thay đổi. Chúng ta còn có một vài sự thay đổi nữa cơ. Nhưng bây giờ thì vét thần trưởng, ui, sốc đam là có thật các bạn ạ. Vừa xong đấm luôn dùng mỗi cái chiêu cuối thôi, sốc đam trắng máu của cả Phoenix. Quá bá, Toro đứng lại nào. Đứng lại bạn ơi, trời ơi đấy. Thế là có mạng hỗ trợ luôn. Kìa Roshi, kìa Roshi AFK này. AFK này, mình xin. Chắc bạn ấy bị lag. Mình nghĩ là bị lag thôi. Chứ còn đầu game là bạn ấy đánh rất là tử tế mà. Hiện tại thì mình đang kiểm soát được rất nhiều. 17 mạng rồi các bạn ạ. Rat đấm đau đấy. Rat mình cũng rất tỉnh táo. Ui dồi, đấm chuẩn thế nhờ. Bách phát bách trúng đấm mình hai phát thốn thật. Các bạn xem qua lại hiệu biến về này. Số thưởng. Kiểu cảm giác an nhàn quá với cái hiệu biến về. Thông báo cho mọi người, chúng ta có những phần quà độc quyền tổng quan về môi trường. Cụ thể các bạn quan sát qua trên màn hình, đó chính là hình ảnh. Chúng ta có độc quyền các phần quà hợp tác. Ví dụ như là hiệu ứng biến về này, rồi hiệu ứng hạ gục này, rồi hiệu ứng gia tốc này, rồi điệu nhảy của Teo Nát cũng có luôn nha mọi người nha. Không chỉ thế, chúng ta còn có đó chính là giao diện mời bạn. Khi mà các bạn mời bạn ấy thì lập tức sẽ xuất hiện ra Itadori Juji. Tiếp đến là thương hiệu Jujutsu Kaisen này còn có độc quyền phòng ghép đội luôn các nha mọi người. Đấy, có cả phòng ghép đội. Chờ xem có ai thủ trụ hay không. Nào, đây rồi, Ngộ Không đây rồi. Lao cho đấm cho cái. Đấm cho cái, ui xôi nửa cây. Ui xôi ôi sốc đam. Chạy về mách mẹ rồi. Ôi cái gì vậy? Dã man ạ. Thôi em xin lỗi ạ. May là mình có tốc biến, may là mình nhanh nhẹn, chứ không phát đấy tí nữa thì toàn. Tí thịt được Ngộ Không mà tí nữa thì mình cũng lên một điểm số. Bởi vì team địch cáo nhau lên đấy, úp sọt mình. Thấy trang phục đẹp quá, thấy mình đẹp dài quá đấy, úp sọt mình đây mà. Ngoài ra chúng ta còn có chủ đề hợp tác. Ở đây là chúng ta có hòa mình vào trải nghiệm Jujutsu Kaisen. Bối cảnh sảnh chờ cũng có và giao diện ghép đội cũng có cho mọi người nha. Uầy, cảm giác đúng thật lạc vào thế giới của Jujutsu Kaisen luôn. Mọi thứ đều liên quan tới Jujutsu Kaisen. Đến từ phòng ghép đội, bối cảnh sảnh chờ, rồi giao diện ghép đội đều có hết cho mọi người. Đẳng cấp thật sự luôn. Rồi Roshi cố thủ làm sao được. Bạn hết mana rồi. Bạn hết mana rồi, kéo. Này thì kéo này, chạy ngay còn gì nữa. Quên đấy, chúng ta còn có thêm cả điệu nhảy của Itadori cũng như là Imoi của Itadori nha mọi người nhé. Kể cả Gozo chúng ta cũng có điệu nhảy và Imoi cũng có hết nha mọi người. Không chỉ thế, đã bảo là lạc vào thế giới của Jujutsu Kaisen thì chúng ta còn có cục hồi máu chú thuật cơ. Hồi máu là cũng có skin các bạn ạ. Ây à, trời ơi, không giết được Roshi kìa. Chắc là một thanh niên Viro buồn lắm, đến cục hồi máu còn có skin hợp tác thương hiệu. Đó chính là cục hồi máu chú thuật nhá. Ngoài ra chúng ta còn có chú lực. Không chỉ thế, cổng đền Tori sẽ xuất hiện ở khu vực của cái hang con tắc kè. Rồi chiến trường của Jujutsu Kaisen, đó chính là ở cái tế đàn chúng ta cũng sẽ có sự thay đổi. Đấy, đấy là tất cả những cái thay đổi về lần hợp tác giữa Jujutsu Kaisen và Liên Quân. Quá đẹp các bạn ạ. Vậy là mình cũng đã review cho người tất cả rồi. Nói chung là với lần hợp tác này mình đang rất là mong chờ. Bởi vì chúng ta được thật sự được sống trong thương hiệu Jujutsu Kaisen. Mọi thứ đều liên quan tới thương hiệu này. Nó còn nổi bật hơn cả Hunter x Hunter hay là Demon Slayer các bạn ạ. Mình nói thật với các bạn là cái thương hiệu này Liên Quân làm tốt quá. Kiểu như thay đổi rất nhiều thứ để chào đón cái thương hiệu rất là tuyệt vời. Trận này là mình lên rất là nhiều trang bị nam. Thế các bạn thấy mình đấm đau. Do sao? Ngày hôm nay được tăng sức mạnh rồi. Thế nên là trâu hơn rất nhiều. Việc gì là mình phải lên nhiều đồ thủ đâu. Mình sẽ lên một đồ thủ, hai đồ thủ. Đấy, cuối game chỉ lên một hai đồ thủ thôi. Còn đầu game như thế này mới đủ đam ăn mạng này. 9 mạng, đẹp luôn. Ngộ Không đập không mất máu ạ. Mà đây là mình còn, nếu như mà mình có đủ nộ, mình kích quạt chiêu cuối thì trâu gã man các bạn ạ. 21-11 rồi. Bây giờ mình sẽ đẩy lính lên cao nha mọi người nhé.
Ví dụ như khu vực đường trên này đẩy lính lên cao trước đã. Đấy, căn bản là hiện tại lấy được hai trụ đường lính siêu cấp rồi, chúng ta còn một đường lính siêu cấp cuối cùng nữa thôi mà. Rồi, dụ mãi tiêu địch mới lên cao được, đây là cái cơ hội. Một mình em là cân cả thế giới. Hay quá, hay quá. Vét KS thân trưởng, từ từ. KS thân trưởng là đây chứ đâu, 10 mạng huyền thoại. Ôi dồi ôi, khổ thân Ngộ Không quá. Ngộ Khỉ đang cố gắng bỏ chạy. Chạy sao, thôi mình để cho đồng đội của mình xử lý đi. Đấy. Các bạn mà nghe giọng của mình thấy lạ thì mong các bạn thông cảm, bởi vì mình đang bị viêm họng các bạn ạ. Thế nên cái giọng của mình nó cũng bị khác khác đi chút. Cứ đến mùa đông là dễ bị khàn tiếng. Nếu như các bạn xem mình lâu năm thì các bạn biết rồi đấy. Cứ đến mùa đông là cái giọng của mình nó lại y rằng là có vấn đề. Giờ thì còn 3 người thủ nhà ra sức thủ. Châu thì cũng chết rồi. Còn 2 người, Rosy cũng châu đấy, cũng bò đấy, cũng khỏe đấy. Đây nhá, mình còn để cho trụ bắn mình rất nhiều luôn các bạn ạ. Đấy. Đây, còn chút máu này, giết sao? Giết sao được? Thả thính vậy thôi, ông Grab từng bở ạ. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá để xem màn review trang phục mới nhất với thương hiệu Jujutsu Kaisen và đặc biệt Biron trong bộ trang phục Itadori Joji nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye người.